Thông tin chúng tôi được biết, dự kiến trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử vụ án Lê Văn Dũng về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Trước khi phiên tòa diễn ra, một số cá nhân tổ chức chống phá đã đăng tải các thông tin bài viết trên mạng xã hội, Internet và khoác lên người đối tượng Lê Dũng Vova, cái gọi là nhà báo độc lập. Là để thu hút sự chú ý của dư luận, trong đó có sự quan tâm của những người làm báo. Lợi dụng sự quan tâm này để cung cấp những thông tin sai lệch với mong muốn sẽ được lan truyền qua các kênh thông tin, báo chí khác và gây áp lực trong việc xét xử đối tượng Lê Văn Dũng, tức Dũng Vova. Tuy nhiên, cái gọi là nhà báo độc lập mà các đối tượng phản động chống phá đề cập ở đây không thể hiểu và tiếp cận đồng nghĩa với những người làm báo. Bởi theo luật báo chí 2016, nhà báo phải là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo. Cấp thẻ nhà báo phóng viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có bằng đại học trở lên và phải có thời gian công tác liên tục tại một cơ quan báo chí từ 2 năm trở lên. Căn cứ những quy định này thì đối tượng Lê Dũng Vova không phải là nhà báo. Việc các đối tượng xấu sử dụng cụm từ nhà báo độc lập đối với Lê Dũng Vova mà trước đây là một số đối tượng khác đã bị pháp luật xử lý như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, bản chất chính là lập lờ đánh lận con đen nhằm nhiều mục đích khác nhau, trong đó có việc thu hút sự quan tâm của dư luận, sự quan tâm của những nhà báo, tung tin giả, tạo cớ vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm tự do báo chí, tự do ngôn luận. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của báo chí, về năng lực, phẩm chất, đạo đức của người làm báo. Nghề báo là một nghề vinh quang, vẻ vang, tự hào trong việc tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ, ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà. Như vậy, vị trí, vai trò, nhiệm vụ và những đóng góp của nhà báo là hết sức lớn lao trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thử hỏi trong những năm qua, Lê Dũng Vova đã làm lực gì ngoài những hành vi cấu thành nên tội, làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Đó, thời gian tới khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét xử đối với đối tượng Lê Văn Dũng, tức Dũng Vova, người dân cần hết sức cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, tung tin giả theo hướng ngụy biện cho những hành vi mà đối tượng này đã gây ra, đặc biệt kèm theo đó là cái gọi là nhà báo độc lập. Với những hành vi vi phạm pháp luật hình sự mà Lê Văn Dũng, tức Dũng Vova thực hiện, chắc chắn rằng y sẽ phải trả giá xứng đáng.